nay vẫn kịp nè. Nè, nó nhảy số rõ ràng không sao. Hy vọng đi. Đây là chợ Hoa Xuân Mai Vàng An Lộc Xuân, quận 12 nha. Được hội tụ bởi ba phường: phường An Phú Đông, phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân, viết tắt là An Lộc Xuân cũng hay. Cho Tết luôn. Vừa an bình mà vừa có lộc mà vừa xuân. Quý Mão 2023. Hai bên đường là những nhà trưng bày bán hoa mai, hoa cúc loại lớn, loại cao. Hoa cúc loại cao nhiều. Thì bảo hiểm y tế đó, chỗ đó bán bảo hiểm y tế ha, bảo hiểm xã hội, An Lộc Xuân luôn. Lấy ba phường vô luôn. Pizza nè, câu lạc bộ pizza Hoàng Long 69 lớn quá chừng luôn. Bán mai nhỏ có, mai để trên bàn có luôn, mai mai lớn có luôn. Này Thiền Coffee. Đây là người Nghệ, người Huế. Bánh canh cá lóc nhiều. Cửa hàng bách hóa. Có bông hoa giấy nè. Đó, hoa giấy các màu luôn. Bông cúc. Rồi tắc tròn, vạn thọ, mai. Thấy đào. Hoa hướng dương. Cũng có người đi hỏi kìa. Cúc cao. Có cúc lùng, cúc thấp. Ồ, ngầu nhỉ. Vậy mà cũng hết đường rồi. Trung tâm guitar. Ồ, nó ngồi nó hát luôn, bán hoa ngồi hát luôn nhỉ. Thì xuân sang thấy trong lòng em chứa chan. Vườn mai sang bonsai. Đi xuống đây là vườn mai Dũng Loan. Rồi, hết rồi, dòng kia quay lại thôi. Tắc tròn nhiều lắm. Ở đây bán tắc nhiều. Tận cùng của đường là mai. Ô, đường lên dốc vậy sao chạy xe được ta ấy vậy ta? Sao họ làm cao dữ quá. Ô, cây tóc mà họ ghép á, rồi nó chỉ cần luôn kìa. Nó muốn xệ ra ngoài luôn á. Tóc chỉ cần xệ ra ngoài luôn á. Bé kia nó đứng nó hửi hoa vui lắm. Đứng ở mặt nó phơi phới, nó hửi hoa, hửi nụ hoa. Chứ đứng ra hoa thì chưa ra, hoa mai chưa ra. Chỗ này người ta chưa có biết tới á. Với lại nó bách hóa Hồng Ánh cũng lớn quá hả. Giấy trắng, hồng, tím, hường. Không vui rồi, bà con quê không vui rồi. Tưởng có lô tô hay có gì ha, kéo người ta tới ha. Có lô tô hay là có gì trúng thưởng á, quay trúng thưởng á. Hay là cho mấy con vịt nó đi cặp cặp cặp, cặp xong rồi cho mấy cái vòng để cho người ta. Để cho người ta thảy vòng vô đầu cổ mấy con vịt á, thắng. Và cái cây này đẹp ghê nha. Cây mai mà bỏ trên cái xe á, nó uốn éo á, đẹp lắm á, nó phải uốn á, nó nắng á. Chứ nếu mà mai bình thường thì mấy triệu sáu. Triệu sáu cây đó. Cây nhỏ hơn 600.
để giá luôn. Đây là phía sau của cái bảng hiệu. Đi từ trong đi ra cũng không có nhiều, người ta không có đăng ký gian hàng nhiều. Nói 100 gian hàng chắc cũng mấy chục ha, mấy chục. Đây, cái cổng ở ngoài này, đây là Thạnh Lộc 19. Phía trước có Uống Tóc Nam. Phường này là phường Thạnh Lộc, Hà Huy Giáp ở phía ngoài đường này. Người